Thưa quý vị, thưa bà con, hiện nay thì đang là mùa hoa loa kèn, một loài hoa đặc trưng vào tháng 4 của Hà Nội. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị và bà con chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của loại hoa này trong clip ngắn ngay sau đây. Hoa loa kèn chỉ nở duy nhất một lần vào tháng 4 hàng năm. Hoa có hương thơm dịu nhẹ, tươi lâu. Các nghiên cứu y khoa hiện đại đã chỉ ra rằng trong hoa và củ của cây hoa loa kèn trắng rất giàu các hoạt chất chống viêm, chống tăng đường huyết. Còn trong đông y, hoa loa kèn từ lâu đã được điều chế vào các thang thuốc giúp điều trị chứng mất ngủ, giảm trí nhớ, đau đầu, suy nhược thần kinh hay trị hen suyễn.